Chào mừng quý thính giả đến với kênh Nghe Chuyện Hay. Trong khung giờ đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn hay của tác giả Võ Đào Phương Trâm. Truyện ngắn Những Người Vớt Xác. Quý thính giả hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện ngắn nhé. Và để được nghe chuyện hay sớm nhất trên kênh, quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký, bật chuông nhận thông báo. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Ánh đèn pin quét một làn dài trên mặt sông đen ngòm, loang loáng vệt sáng lướt qua những ngõ ngách trên thành bờ đầy rẫy những bụi cây hoang như một đám rừng ma quái. Dòng nước đen ngòm, không một dấu tích, kẻ gian đã phóng xuống lòng sông trong vài giây trước trong sự truy đuổi ráo riết của lực lượng cảnh sát, dân quân. Bóng gã chìm vào màn đêm giữa con sông dài như hình thù quái vật, uốn lượn giữa hai bên vạt đồng hoang. Những người truy bắt đã lùng sục, bố giáp nguyên đêm để bắt kẻ buôn ma túy. Gã đã len qua cánh đồng rồi tháo chạy ra sông. Có lẽ gã biết bơi nên mới liều mình nhảy xuống dòng sông này để bơi về phía đầu nguồn, nơi giáp danh một địa phận thuộc tỉnh khác. Ở đó có một cánh rừng, có lẽ gã nghĩ chỉ cần bơi qua đó, gã sẽ thoát được những người vây bắt. Thế nhưng có một điều không như gã nghĩ, và khi lực lượng chức năng phong tỏa khu vực này, họ cũng đã ngấm ngầm nhìn nhau và tự hiểu một kết cuộc cho những ai rơi xuống dòng sông dữ, dù là tự chầm mình, là tai nạn hay bơi lội giỏi cũng sẽ khó êm xuôi. Hai vợ chồng ông Thìn im lặng, trầm ngâm trên con xuồng nhỏ, nơi họ đã có một cuộc đời ngang dọc ở con sông này, gần một đời người. Người đàn bà vẫn cặm cụi luồn những đường dây cước để khâu lại mảnh lưới. Ông Thìn, người đàn ông với nước da màu nâu đồng rắn giỏi, tay xăm trổ bậm trợn, ngồi trước mũi xuồng, ông uống một ngụm trà, phả một hơi thuốc đặc quánh, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía dòng sông đen ngòm khi trời còn tờ mờ sương đêm. Hôm nay cho xuồng chạy dọc xuống nhánh hạ, người đêm qua chắc không thoát được đâu. Ừ, tôi đang khâu lại mảnh lưới. Người đàn ông với giọng khàn đặc mùi khói thuốc cất vài lời nhắc vợ. Người vợ dường như cũng linh tính được điều gì nên đi vào bên trong mạn xuồng chuẩn bị vài mớ đồ nghề đặc biệt, những món đồ đã đồng hành cùng với đôi vợ chồng hành nghề vớt xác trên sông. Nói nghề chứ thật ra nó là cái duyên, cái nợ, vì không ai ngay từ lúc sơ khai lại chọn cái nghề lạnh lẽo, ám ảnh rợn người này. Nghề nó đến đôi khi chỉ vì sự tình cờ, rồi thì nó vận vào số phận, không thể bứt ra. Sau vài lần đi vớt xác, ông Thìn cũng đi xin việc vài nơi, nhưng hầu như không nơi nào nhận, vì người ta kiêng cữ nên không dám nhận một người làm nghề vớt xác vào nơi làm ăn của họ. Thế là từ dạo đó, ông cũng thôi không đi xin việc nữa, mà chỉ đi chài lưới rồi làm nghề vớt xác trên sông. Chiếc xuồng của đôi vợ chồng vớt xác đã trở thành phương tiện hỗ trợ cho cơ quan chức năng và nhiều gia đình khi có người thân tử nạn vì chết đuối. Bởi hiếm có ai dám làm cái nghề vừa nguy hiểm vừa đầy rẫy tâm linh này. Nghề vớt xác vốn nghe đến là thấy sợ, bởi quanh năm chỉ tiếp cận với xác chết trôi. Có hôm vớt xác về, mùi tử khí ám nồng vào quần áo, tắm gội mấy ngày vẫn chưa nhả hết. Nghề cũng không tạo ra tiền, bởi người vớt xác không nhận tiền. Gia chủ có biết ơn thì đãi họ bữa ăn chay, hoặc mua vài bao thuốc, gói trà trả ơn cho họ. Nếu ai có năn nỉ lắm, thì vợ chồng ông mới nhận chút đỉnh tiền, rồi cũng lấy đó để mua nhang đèn, đồ cúng cho người đã khuất. Hôm nay vợ chồng ông Thìn có một chuyến đi. Tuy chuyến đi đã lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng lần nào ông cũng thấy trong lòng chột dạ.
Chiếc xuồng bơi chậm chậm dọc theo nhánh sông đen. Mặt nước âm u bốc lên hơi lạnh, đến sần da gà với những ai không quen miền sông nước. Ông Thìn tấp xuồng vào một góc bờ, chuẩn bị mớ đồ cúng, nhang đèn để xin cho trục vớt được xác nghi phạm đêm qua. Sau khi lực lượng chức năng thông báo người này nhảy xuống sông và không còn tung tích. Lễ khấn đã thực hiện xong, ông Thìn cầm mớ nhang vái lại, cua lên không trung như một kiểu phong tục, nghi lễ, đặc thù của người hành nghề vớt xác. Chiếc xuồng nhỏ bắt đầu rẽ dòng nước lạnh, đen ngòm, trôi về phía hạ lưu của con sông chứa đầy tử khí. Chiếc móc sắt cùng hai chiếc cần câu vuông, xung quanh có nhiều lưỡi câu sắt nhọn, được thả xuống lòng sông, mắc vào hai bên mạn xuồng. Ông Thìn cho chiếc xuồng chạy chậm chậm và quan sát động tĩnh xung quanh. Chiếc xuồng bắt đầu đi khi mặt đất vừa chạm vào một vài ánh sáng đầu ngày, cho đến khi trời đã ngả bóng sang trưa. Mặt sông vẫn không có một dấu tích nào về nạn nhân xấu số. Nửa ngày trôi qua, chiếc xuồng vẫn trôi vô định trên con sông, trong ánh mắt đăm chiêu của ông Thìn, sự ngóng đợi của những người vây bắt. Người vợ thỉnh thoảng phải kéo chiếc câu sắt và chùm móc câu lên để gỡ mớ rác rưởi, cỏ dại dưới lòng sông. Bàn tay dập lại vì nước, nhưng đôi vợ chồng vẫn chăm chăm vào nhiệm vụ, không hề nản chí. Mặt trời đã lặn đằng tây, dòng sông đen bắt đầu phủ trùm một màu ám khí khi ánh sáng tắt dần. Ông Thìn lầm thầm gì đó trong miệng và mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống lòng sông ngòm tối. Bỗng người vợ ông kéo gịt chiếc cần câu khi nghe vật gì nặng nặng. Chiếc xuồng như bị một lực cản nên dừng lại, không trôi vô định như bình thường. Ông Thìn chạy về phía mạn xuồng, nơi người vợ vừa đưa mắt nhìn sang. Lúc này, một mảnh vải trồi lên vì lực nước và bị mắc vào chiếc cần câu giật ngược. Ông Thìn vội chụp lấy sợi dây thừng rồi nhảy ùm xuống nước. Dường như với kinh nghiệm ngần ấy năm trời, đôi vợ chồng chẳng cần mở miệng nói lời nào, cũng chẳng cần hô hoán với ai. Khi nhận ra có xác chết trôi là họ lập tức theo nghề mà thực hiện. Ông Thìn chật vật, quấn sợi dây thừng vào giữa bụng cái xác, rồi kéo nhẹ vào bờ. Sau khi đưa được người chết đuối lên bờ, ông thông báo cho cơ quan chức năng đến để bàn giao lại. Khoảng 5 phút trôi qua, lực lượng công an, y tế đã có mặt tại hiện trường. Vì đây là đối tượng đang bị truy bắt, nên lực lượng vây bắt hầu như đã túc trực, mai phục các vùng lân cận. Đúng là nó rồi. Một người trong nhóm truy bắt đối tượng lên tiếng khi nhìn thấy tử thi đang nằm trên tấm chiếu mỏng cạnh mép bờ. Vậy là tên tội phạm sau khi gieo sát những cái chết trắng cũng không thể thoát được hậu quả do chính gã gây ra nơi con sông đáng sợ này. Chiếc xuồng quay đầu, rẽ làn nước đen ngòm trở về bến đậu, kết thúc một ngày vớt xác. Đối với vợ chồng ông Thìn, chuyến trục vớt này xem ra cũng không quá phức tạp vì không mất nhiều ngày. Nạn nhân mới chết nên thi thể cũng chưa phân hủy như nhiều ca ông đã gặp. Nhưng ông đã nhìn thấy nhân quả của tội ác nhãn tiền với một kẻ gieo xác những mầm độc cho bao người. Cuối cùng những gì nhận lại cũng thật tang thương. Buổi chợ trưa vắng vẻ, ngôi chợ người âm mọc lên giữa bãi đất hoang. Chủ yếu bán hàng mã, những loại đồ lễ cúng cho người đến đây mua về cúng kiếng. Bởi con sông này đã lấy đi sinh mạng bao người. Có khi thì tai nạn tàu thuyền, bao nhiêu xác chết trôi giạt đến đây, tầm chục nạn nhân cũng có. Có người thì túng quẫn, nợ nần, có người vì thất tình rồi nhảy sông tự vẫn. Không ít trường hợp giận vợ, giận chồng cũng gieo mình xuống con sông này để kết liễu cuộc đời.
Đáng thương nhất là những học sinh bị tai nạn khi tắm sông, bơi lội. Có người già bị trượt ngã ở khu vực đường rừng. Xác từ khắp nơi trôi đến. Thành ra con sông này người ta vẫn gọi là sông đen, bởi dòng nước đen thăm thẳm, đục ngầu từ những cơn mưa thượng nguồn đổ xuống. Và những xác chết trôi năm nào cũng không dưới chục người. Vợ chồng ông Thìn mấy chục năm hành nghề vớt xác nơi đây, đã trục vớt cả trăm thi thể với không ít lần ám ảnh. Ngôi chợ không có lồng chợ, chẳng có bệ xây, chỉ có khoảng chục gian hàng bán buôn tạm bợ. Họ đặt một cái sạp gỗ và mấy món hàng, che dựng bằng cái lều hoặc tấm bạt liêu xiêu. Ai mới vào khu chợ này cũng đều rùng mình, bởi nó chẳng khác nào một nơi của người âm phủ. Ngôi chợ vắng tiếng ồn ào, người bán người mua giao tiếp với nhau, chẳng giống như những ngôi chợ khác. Ở đây, họ mua bán bằng một giọng nói nhỏ, thì thào. Có khi người mua đến lấy một món hàng, rồi trả tiền cho người chủ sạp. Có những món, họ muốn trả bao nhiêu thì trả, như một tục lệ không đổi trác. Bởi ai cũng tự hiểu rằng, món hàng này là dành để người âm. Người đàn bà vớt xác dừng lại phía sạp hàng bán những mảnh vải bố, rồi chọn mua 3 tấm. Bà thì thào nói vài câu qua loa với người chủ sạp. Ai có đứng gần cũng không nghe rõ họ nói những gì. Sau khi cuốn lại mớ vải bố gọn gàng, bà Thìn ôm mớ vải bố xốc nách rời đi. Nơi tiếp theo mà bà dừng lại là sạp hàng vàng mã để mua giấy tiền, hương nhang, một ít hoa quả trái cây, vài bộ đồ lễ. Họ nhìn bà rồi hỏi chuyện như một khách quen. Lại có người chết trôi nữa à? Bà khẽ gật đầu, đưa vội mớ tiền lẻ còn ươn ướt cho người bán. Này, làm cái nghề cướp miếng ăn hả bá là không tốt đâu. Người ta bảo có khi phải đền mạng nữa đấy. Bà xem mà cẩn thận. Người bán hàng buông vài lời nhắc nhở như là cảnh báo. Bà Thìn im lặng chẳng nói gì, chỉ lặng lặng ôm mớ đồ rồi lầm lũi bước đi. Đi được chừng chục bước, bà nghe có ai đó khều khều từ phía sau lưng. Khi quay lại, bà nhìn thấy phía trước mặt mình là một cô gái, trông còn khá trẻ. Bà ơi, bà là người hay đi vớt xác phải không? Nhìn gương mặt thoáng vẻ thất thần của cô gái, bà vội gật đầu. Ừ, có gì không cô? Bà ơi, phía gần cầu tràm ở bụi ô rô, có người bị chết trôi, xác bị vướng vào đó, bà đến kéo họ về nhé. Ừ, cảm ơn cô nhé. Người đàn bà và cô gái lạ kết thúc câu chuyện sau vài lời thông báo đầy lạnh lẽo. Bà Thìn vội vã rời khỏi khu chợ người âm. Nắng trưa nhạt dần, ngôi chợ càng trở nên âm trầm, vắng lặng. Bữa cơm chiều trên bàn xuồng cũ kỹ của đôi vợ chồng chỉ nuốt vội, qua loa. Người đàn bà bưng mâm cơm ra ngoài sau xuồng cất dọn. Ông Thìn châm một điếu thuốc để lấy tinh thần tỉnh táo trước khi bắt đầu chuyến hành trình trục vớt xác chết trôi. Này, ở bụi ô rô gần cầu tràm, có một xác trôi vừa tấp vào trong đấy. Đêm nay là trục hai xác đấy ông ạ. Ai báo cho bà thế? Lúc tôi vào chợ mua đồ, có một cô đến nói với tôi. Ông im lặng vài giây rồi gật đầu. Ừ, dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ. Chắc phải đi cả đêm nay, kẻo mai xác trôi xuống lưu vực nước xoáy, khó mà tìm được. Điếu thuốc trên tay ông Thìn vứt xuống lòng sông. Chiếc xuồng cũ lại rẽ dòng nước đen ngòm đi về phía có người dân thông báo. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã bắt đầu về đêm, gió mạnh dần. Hai bên bờ sông là những đám cây hoang dại mọc như một khu rừng. Tiếng gió rít, tiếng nước sông va đập vào bờ,
tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi mạnh, tạo ra những âm thanh ma quái. Cái xác đầu tiên đã được đôi vợ chồng vớt lên là xác một người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy mạnh. Khi phát hiện ra cái xác, ông Thìn đã nhanh nhẹn nhào xuống dòng sông lạnh buốt đang chảy mạnh để buộc nhanh sợi dây thừng ngang bụng. Cái xác trương phình, lớp da thịt trên người đã mềm nhũn. Khi nắm buộc mạnh, có những mảng da thịt bị trôi tuột ra theo nước. Lặn ngụp giữa vùng nước bốc mùi tử thi nồng nặc cùng một thi thể đã trương phình, biến dạng. Gương mặt ông Thìn vẫn bình tĩnh, không gợn chút hoang mang. Ông tập trung buộc chặt thi thể rồi cột vào mạn xuồng. Sau khi tử thi đã cố định chắc chắn bằng sợi dây thừng và vải bố, vợ chồng ông mới cho chiếc xuồng chậm chậm chạy đi về phía mép bờ. Xuồng vừa chạy, ông vừa phải dùng tay kìm lại sợi dây buộc xác, sợ xác bị nước làm trôi tuột thì buộc lại vô cùng phức tạp, mà người vớt xác cũng kiêng kỵ để xác bị trôi tuột đến 3 lần. Đến khi đưa được xác vào bờ, vợ chồng ông mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thực hiện một số nghi lễ cúng bái cho người đã khuất, ông Thìn liên hệ bàn giao lại cho cơ quan chức năng, rồi lên xuồng để vượt dòng sông đen, tìm kiếm nạn nhân còn lại. Theo lời cô gái sáng nay, vợ chồng ông Thìn cho chiếc xuồng chạy về phía cầu tràm. Đêm tối bắt đầu bao trùm lên dòng sông một màu đen ngòm, tối đặc. Tiếng gió rít ngày một lớn hơn và lòng sông bắt đầu chảy xiết. Sau hơn một giờ, chiếc xuồng của đôi vợ chồng cũng đã đến được cầu tràm. Ông Thìn cho xuồng bơi dọc vào bụi ô rô, rồi lấy chiếc rầm rẽ lùm cây dại, giạt mớ ô rô đầy gai nhọn để tìm thi thể. Ánh đèn pin lia vào bụi cây. Sau hơn nửa giờ tìm kiếm, họ vẫn không thấy cái xác ở đâu. Lúc này ông Thìn quay sang hỏi vợ. Người ta nói có đúng chỗ này không? Đúng, cô đó nói ở chỗ này, họ không đùa đâu. Ông Thìn im lặng không trả lời. Ông lại cho xuồng tiếp tục chạy sâu vào bên trong vạt ô rô. Chiếc rầm trên tay ông lại bới tìm từng bụi rậm. Nhưng rồi thời gian trôi qua, đôi vợ chồng vẫn không tìm thấy dấu vết nào của người xấu số. Đêm dần về khuya, đôi vợ chồng đành phải nghỉ lại ở cầu tràm. Chiếc xuồng vẫn neo lại ngay bụi ô rô. Gió đêm nay thổi mạnh, hơi lạnh từ lòng sông tỏa buốt vào tận trong xương tủy. Sau một ngày lặn ngụp dưới dòng nước xiết, vừa nằm xuống, ông Thìn đã chìm vào giấc ngủ. Đang lơ mơ, người đàn bà bỗng giật mình, kêu lên một tiếng. Ông Thìn cất giọng lầu bầu. Gì đấy? Này ông ơi! Người vợ cất tiếng gọi, rồi lay mạnh cánh tay ông Thìn dậy. Dậy, dậy đi, tôi thấy có người vừa gọi tôi. Ai gọi bà? Tôi chẳng biết, không nhìn rõ mặt, họ đập vào tay tôi hai cái. Ông Thìn ngồi dậy theo lời của vợ. Ông im lặng chẳng hỏi gì thêm, vì dường như linh tính trong ông cũng đang mách bảo điều gì. Đôi vợ chồng lại bắt đầu cho xuồng rảo quanh đầm ô rô. Ánh đèn pin trên tay ông Thìn liên tục quét những vệt sáng trên dòng sông lạnh. Không giờ, chiếc móc sắt bỗng dưng khựng lại, cái xuồng chòng chành như có ai đó xô đẩy bằng lực mạnh. Ông Thìn vội lấy chiếc rào chống sâu xuống lòng sông để giữ thăng bằng. Lúc này, ông bật cả hai chiếc đèn pin về phía bên phải mạn xuồng. Cặp mắt ông nhíu lại, ấn đường hằn sâu một làn dải cộp, khi bên dưới làn nước mù mờ hiện lên một thi thể nửa chìm nửa nổi. Có lẽ đây là một đêm vớt xác đầy ám ảnh khi ông Thìn nhảy xuống dòng nước lạnh buốt với sợi dây thừng như mọi lần.
Lúc tiếp cận với tử thi, ông giật mình khi nhìn thấy cặp mắt mở trừng trừng và gương mặt tử thi đã co ngắn lại một cách hết cỡ. Chiếc áo màu hồng đã bung hết nút vì thi thể trương phình. Điều làm ông hoảng loạn nhất là khi nhìn thấy phần ổ bụng bị hở với mớ nội tạng nửa trong nửa ngoài, chui lềnh bềnh trong nước. Lúc đó trong đầu ông lóe lên suy nghĩ, đây là một vụ giết người. Sau khi cố định được cái xác vào bờ, người ông Thìn ám đầy mùi tử khí, đến nỗi những người dân đứng cạnh phải quay đi. Có người nôn ói vì mùi quá nặng, trong khi ông Thìn vẫn ngồi thử một chỗ vì đã mệt và ám ảnh bởi khuôn mặt biến dạng và thi thể không toàn vẹn của người phụ nữ. Thì bà Thìn vội thắp ba nén hương, cắm vào phía trên đầu người đã khuất. Rồi bà mang ít trái cây, đồ cúng ra đặt cạnh như một nghi lễ cúng kiếng cho người chết đuối. Trong cuộc đời làm nghề vớt xác, vợ chồng ông bà đã trục vớt hàng trăm xác chết trôi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên bà Thìn nổi lên cảm giác sợ hãi tột cùng. Đó không phải vì gương mặt hay phần thi thể trông có phần man sợ, mà vì một điều kỳ lạ mà bà chưa từng gặp phải. Khi nén nhang được người đàn bà cắm trên phía đỉnh đầu của người phụ nữ chết trôi, tay bà bỗng dưng run rẩy. Bà vội chạy về phía ông Thìn đang ngồi im lặng chờ đợi cơ quan chức năng sắp đến. Bà nắm lấy tay ông. Ông giật mình bởi bàn tay bà lạnh toát. Ông ơi, gì đấy? Giọng bà trầm xuống, nghe lạc đi, không biết vì lạnh hay vì sợ hãi. Người đấy? Người nào? Người chết trôi đấy. Ừ, họ làm sao? Tôi đã gặp rồi. Ông Thìn im lặng nhìn bà đang run cầm cập, rồi cất giọng từ tốn. Bà quen họ à? Không. Thế gặp họ ở đâu? Giọng bà Thìn vẫn chậm chậm thì thào. Là người tôi đã gặp hôm đi chợ. Im lặng vài giây, bà Thìn tiếp lời trong gương mặt bần thần. Đúng cô ấy rồi, tôi đã gặp trong chợ người âm. Cái vòng cổ, cái áo màu hồng. Bà Thìn nói đến đó thì im lặng, không nói nữa. Ông Thìn cũng không gặng hỏi gì thêm, vì làm cái nghề này, ông cũng không ít lần gặp những câu chuyện tâm linh kỳ dị. Đôi khi người thường không tin cũng không nhìn thấy, chỉ những ai làm cái nghề thường xuyên tiếp xúc với người đã khuất như ông bà mới tin rằng sự giao cảm giữa thế giới âm dương là có thật. Những ngày sau đó, báo chí bắt đầu phanh phui vụ trọng án liên quan đến xác chết trôi đáng sợ. Những bức ảnh được người ta đăng tải về người xấu số, đó là một cô gái chỉ vừa 25 tuổi, bị tình nhân là kẻ thủ ác sát hại rồi ném xác xuống sông. Khi nhìn tấm ảnh, bà Thìn đã nhớ ngay gương mặt thất thần, xanh xao của người thiếu nữ, người đã báo cho bà một cái xác chết trôi, vướng lại ở bụi ô rô. Những nén hương được bà thắp lên trong con xuồng nhỏ, có một cái bàn gỗ nơi vợ chồng bà vẫn khấn vái cầu nguyện cho vong linh những người đã khuất, không về quấy phá. Bên trên có một tấm ảnh Phật, bà thỉnh được từ một ngôi chùa. Đêm đêm, bà vẫn âm thầm niệm Phật cho những người đã khuất được siêu thoát, vãng sanh. Dẫu nhiều lần người ta cảnh báo hay hù dọa là nghề của bà có nhiều rủi ro, nguy hiểm khi giành lấy vật tế của thủy thần, nhưng vợ chồng ông bà thì nghĩ giúp người xấu số được về với gia đình thì làm gì có thủy thần hà bá nào mà quở phạt. Có lẽ vì tấm lòng lương thiện, phát tâm tìm kiếm cứu người bị nạn, không kể nhọc nhằn nguy hiểm, mà suốt mấy chục năm qua
ông bà vẫn mạnh khỏe, không gặp bất trắc trở ngại nào trên hành trình vớt xác. Hơn 30 năm đối mặt với thủy thần, vợ chồng ông chứng kiến vô số cảnh tang thương. Có hôm đang ăn cơm, người trên bến gọi báo có xác chết trôi. Thế là vợ chồng ông bỏ chén cơm, cho xuồng chạy ngay ra chỗ có người bị nạn. Khi tìm gặp xác, đem xác lên bờ, có xác còn tươi, có xác thì đã phân hủy nặng, ám mùi nồng nặc. Đụng vào là da thịt rã ra, nên ông phải bó một tấm chiếu hoặc vải bố rồi mới đưa được lên bờ. Con lúc vì mệt, vì ám mùi quá nặng, vợ chồng ông bỏ cả ăn. Ngoài vớt xác ra, đôi vợ chồng ông còn đi cứu người đuối nước. Ông kể, con lần nhảy xuống sông cứu một em bé chừng 7 tuổi, đem đứa nhỏ lên bờ, ông vội hút đầm nhớt trong mũi, miệng đứa bé để cho thông thoáng. Dù là người lạ, nhưng bao nhiêu đầm nhớt trong mũi họng người ta, ông đều hút ra hết mà không gây sợ điều gì. Chỉ mong sao cứu họ khỏi tay tử thần là được. Nghề này như cái nghiệp, cái nợ mà mang vào rồi là không thể dứt ra. Bởi đâu ai can đảm mà lựa chọn. Nhưng nếu không ai làm thì lấy ai trục vớt người chết đuối mà đưa họ về với gia đình? Ông nghĩ, lúc sống thì người ta nghĩ quẩn, nghĩ chết là hết, là giải thoát tất cả mọi đau đớn khổ sở. Nhưng khi chết rồi, oan hồn nào cũng mong được về với gia đình. Có nơi thờ cúng, có mồ yên mà đẹp. Biết đâu khi nhảy xuống sông rồi, đối diện với cái chết, rồi mới sợ hãi, mới mong được sống thì đã muộn. Người ta có câu, nhập thổ vi an. Dù đã mất, thì cũng đâu ai muốn làm một vong hồn vất vưởng nơi hoang sơ lạnh lẽo. Mà con sông này, năm nào cũng có người bỏ mạng, có người chết ở nơi đây, có xác thì trôi từ nơi khác đến, rồi tấp vào mép sông. Người ta bảo như một cái huông, hàng năm đều phải có mạng người dâng tế cho Hà Bá. Đó là suy nghĩ của những người dân sống ở lưu vực sông này. Từ bao năm qua, điều đó đã hình thành như một quan niệm dân gian kỳ bí. Hơn 30 năm theo nghề, không tiền bạc, cũng chẳng có của ăn của để. Vợ chồng ông Thìn vẫn lênh đênh bằng con xuồng nhỏ, trải lưới bán buôn trên dòng sông Dữ. Ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn có vài người xin theo ông làm cái nghề mà người ta gọi là cướp miếng ăn Hà Bá. Nhưng ông bảo, nghề này chỉ nhận một người học việc hoặc không nhận thêm ai. Mà đã có hai vợ chồng ông theo nghề rồi, nên ông không thể nhận người thêm nữa. Sở dĩ có một quy luật như vậy, bởi người ta biết rằng khi đã theo nghề này thì khó mà xin theo nghề khác. Người theo nghề phải có tâm cứng rắn để không bị chi phối trong nỗi sợ hãi tâm linh. Nếu chỉ vì tò mò mà theo tìm hiểu, sau này cũng sẽ bỏ nghề, đi xin việc khác, đôi khi người ta không nhận. Chén cơm đêm nay, vợ chồng ông lại chỉ ăn được nửa chừng, bởi trên sông có tiếng la hét, hoảng loạn thất thanh. Thảm cảnh của một gia đình vì nợ nần, vì cờ bạc mà người đàn ông đã kết thúc sinh mạng của mình để lao xuống dòng sông Dữ. Nén hương được ông Thìn thắp ở góc xuồng, mớ đồ nghề lạnh lẽo được người đàn bà lấy vội, để sẵn trong khoang. Chiếc xuồng rẽ dọc con sông, trôi nhanh trên dòng nước đen ngòm, đi về phía đầu nguồn, nơi có người thông báo. Những đứa con gào khóc khi nhìn thấy chiếc xe và đôi dép của cha, người dân tụ tập quanh bờ, hiếu kỳ chờ đợi. Lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường.
chiếc xuồng chậm chậm vào bờ sau 2 giờ trục vớt. Người đàn ông áo quần ướt sũng ngồi phía trước mũi xuồng, một tay còn níu chặt sợi dây thừng với một thi thể bấp bênh trong dòng nước. Thi thể được đưa vào bờ, đặt trên một tấm chiếu mỏng, lạnh lẽo và trắng bệt. Tiếng gào khóc càng thảm thiết, những đứa trẻ và người thân sụp mình hụt hẫng bên một thi hài bất động. Giữa sự tĩnh mịch của vạt đồng hoang, tiếng than khóc càng trở nên thê lương thống thiết. Không gian tang tóc trong sự cách trở âm dương khiến người ta trở nên ám ảnh đến lạnh người. Những nén hương được người đàn bà thắp lên, đặt phía trên đầu người đã khuất. Ông Thìn ngồi ở phía đằng xa, châm một điếu thuốc cho bớt cái lạnh từ nước, từ âm khí của người chết đang bám quậy trong từng thớ vải. Lòng sông vẫn chảy xiết, gió vẫn thổi ầm ào, rít lên từng hồi hoang dại. Đêm càng về khuya, nước sông càng dâng cao, hơi lạnh mỗi lúc một đậm dần. Chiếc xuồng của đôi vợ chồng chậm chậm quay đi, nhỏ dần giữa dòng sông tĩnh mịch. Mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Kim Uyên, truyện ngắn Đòi nợ. Quý thính giả hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện ngắn nhé. Và để được nghe truyện hay sớm nhất trên kênh, quý thính giả hãy nhấn đăng ký, bật chuông nhận thông báo. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Phạm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết 33 con vịt nướng, 17 con vịt luộc, 2 thúng bún, 2 ký mang khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn. Tiền đi đâu? Mấy lần Phạm định gọi thằng Tổ vào, hỏi xem có thuận tay đút túi đồng nào không, nhưng lại ngại. Từ xưa đến nay nó vốn là thằng thật thà tử tế, chẳng lẽ giờ sinh hư? Hỏi nó thì coi như nghi ngờ nó gian dối. Không bắt được quả tang mà nghi ngờ người khác lấy tiền của mình là tội tày đình. Mẹ gã bảo thế. Tội mất không bằng tội ngờ. Rồi chết không nhắm mắt, đã vậy xuống dưới 18 tầng địa ngục, còn bị quỷ sứ bệnh mồm rút lưỡi hay luồn thanh sắt nung đỏ vào cuống họng. Nghĩ đến lúc chết vẫn chưa hết tội, gã thấy lạnh sống lưng. Phàm luôn tâm niệm, làm ăn ở chốn dương gian nhọc nhằn vất vả, dẫu có phải thức khuya dậy sớm thì cố gắng chăm chỉ, không vì bạc tiền mà hủy hoại nhân cách. Gã muốn khi hai tay buông xuôi, thân xác phải thảnh thơi để hồn vía bay lên chốn thiên đường hưởng lạc. Bỏ một đời lầm lũi kiếp thảo dân. Hơn thế, bây giờ thằng Tù mà điên tiết, cự cãi, rồi tự ái bỏ việc, thì gã kiếm đâu ra người? Tìm được đứa giúp việc tử tế khó bằng mò kim đáy biển. Tuyển đi tuyển lại, toàn bọn mắt trước mắt sau gian như cáo, đã lười còn hay đòi hỏi. Giờ lắm trò ma quỷ quay chủ như trong chóng. Đầu óc miên man, thân xác thẫn thờ, Phàm ngồi bệt xuống nơi gần cửa ra vào, đưa tay nắn lại cái mõm dài. Trưa nay, lúc vội đưa bố ra bến xe về quê, gã vấp phải viên gạch khiến mũi giày bị tung ra. Định đi tìm lọ keo gắn lại, nhưng trong lòng cứ thấy nản. Gã châm cho mình điếu thuốc lá và ngồi nhìn dòng người qua lại dưới ánh điện đường. Bố lên xe khách ngồi yên vị, Phàm mới quay về. Trên đường về, gã ghé thăm thằng bạn bị tai nạn giao thông, gãy chân, nằm bẹp cả tháng. Tất cả thời gian chỉ chừng hơn tiếng đồng hồ, thằng Tô bán được 2 con vịt đã đưa tiền cho gã cả rồi. Tô đâu?
Thằng Tố đâu, ra đây xem nào. Mặc dù đã kìm nén, nhưng Phạm vẫn thấy giọng mình rít qua hai hàm răng vàng ở khói thuốc. Thằng Tố đang rửa bát trong góc bếp, hỏi vọng ra. Chú gọi cháu. Chả gọi mày thì gọi ai? Thằng Tố lạch bạch chạy ra trên đôi ủng nhựa màu đen, mái tóc nhuộm trắng phất phơ. Hôm nay nó còn mặc áo màu cam, quần xanh lửng ngang gối, tay đeo găng nhựa đỏ trông thật ngộ. Mấy ngày trước, thằng Tố còn bảo sẽ đi bấm tay để đeo khuyên, nhưng gã không cho. Gã bảo, thiên hạ nhiều đứa giới tính lung tung, mày lại thể hiện nửa đực nửa cái, ngứa mắt tao lắm. Chẳng hiểu thằng Tố nghe ra hay sợ gã đuổi việc mà chưa đi đục lỗ tai. Thằng Tố chạy lại gần gã. Phạm bình thản ném mẩu thuốc lá xuống nền gạch, lấy mũi giày di di mấy cái. Sau khi nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, gã cất lời nhưng mặt lại quay đi chỗ khác. Gã thấy ngại khi nhìn vào mắt thằng Tố. Tính nó tuy bộp chộp nhưng là đứa ngay thẳng. Hôm nay mày có lấy tiền tiêu gì không? Thằng Tố nhanh miệng. Thiếu tiền hả chú? Thiếu nhiều. Cháu chả tiêu gì. Ngày nào cũng bán hết hàng thì tiền lãi gần như mặc định rồi. Sao hôm nay thiếu? Phạm tiện tay mở cái túi đeo ngang hông, lôi ra sắp tiền. Có tờ còn dính cả mỡ vịt để lên bàn trước mặt thằng Tố. Mày đếm đi, hôm nay không đủ gốc. Thằng Tố không thèm đếm, mặt đờ ra trước thái độ khó chịu của gã. Cháu chả bao giờ thèm làm cái việc ấy. Phạm không có bằng chứng, đuối lý quay đi. Rồi bất ngờ gã giơ chân đạp mạnh vào chiếc ghế nhựa trước mặt. Cái ghế va vào cái bàn ăn bật ra lăn lông lốc trên nền gạch. Còn cái mũi giày của gã đã bung, giờ thêm phần há hoác. Thằng Tố giận dỗi quay vào với đống bát chưa rửa xong. Vài người khách cuối ngày vào ăn bát cháo đêm. Cơn bực của gã chưa tan vì cảm giác bị mất mát, hao hụt. Gã ngồi nhìn lò nướng đã tàn, còn tí mỡ cháy dở, thỉnh thoảng bùng lên đụn khói nhỏ xèo xèo, khét lẹt. Hơi mỡ hàng ngày bốc lên còn quện vào quần áo, vào da, vào tóc Phàm bên bếp. Trong giấc ngủ, gã còn thấy hơi thở sền sệt mùi vịt nướng. Hôm trước gã về quê, vợ chưa kịp nhìn thấy mặt chồng, đã kêu ngửi thấy mùi nướng. Phàm thấy tự ái. Con mẹ nhà quê đầy mùi bùn đất mà còn mở miệng chê chồng. Tuy vậy, buổi tối Phạm tắm gội thật kỹ mà vẫn băn khoăn ngửi lại mình mấy lượt. Phạm đã từng nuôi gà trang trại, phụ xe đường dài, rồi buôn lậu hàng qua biên giới. Nhưng làm gì cũng thua lỗ, hòa được là may. Chuyển qua chuyển lại nhiều việc, cuối cùng gã thấy mình chỉ có duyên với nghề nướng vịt. Bán chỗ nào cũng đông khách. Tại cháu chú ạ. Đang miên man với phận mình, gã giật mình quay lại, thấy thằng Tố đang đứng ngay sau. Gì? Cháu quên, giờ mới nhớ ra. Lúc chú đi vắng, có ông chủ tịch dẫn 6 người vào ăn 4 con vịt, uống 8 chai bia và mua về mỗi người 1 con. Nói là vịt ngon để vợ con thưởng thức. Con hỏi tiền, ông chủ tịch bảo cứ ghi vào sổ. Trời! Gã kêu lên và đập mạnh cái rẻ lau đang cầm trên tay xuống bàn. Mai tao đóng cửa. Thằng Tố thận trọng. Chú chuyển cửa hàng đã mấy lần, ở đâu cũng vậy cả thôi. Nghe thằng Tố nói vậy, Phạm trùng xuống đầy nghĩ ngợi. Hình dáng ông chủ tịch lại hiện về trong đầu gã với bàn mặt xương xương góc cạnh. Lông mày vách ngược, mái tóc nhuộm đen lâu ngày, lộ mảng chân bạc trắng. Bụng ông tròn tròn như người đàn bà chừa 7 tháng. Đã vậy dáng đi còn ươn ướn như rắn lội. Phạm mở cửa hàng được vài hôm thì ông chủ tịch xuất hiện cùng đội trưởng đội trật tự và mấy tay thuộc hạ. Ông bước vào hàng vịt nướng của gã. Ông đảo mắt một lượt, hắng giọng mấy cái và ngồi xuống bàn ăn trong góc.
đội trưởng trật tự ghé tai Phạm. Thật vinh hạnh cho chú, được ông chủ tịch Hạ Cố vào ăn. Hôm nay ông đi kiểm tra tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phạm Tử Tốn hỏi ông chủ tịch và bầu đoàn cần gì, rồi lang sang đi dọn đồ. Đoàn 5 người ngồi uống bia với vịt nướng đến quá trưa. Hôm đó chẳng hiểu khách qua đường, thấy ông chủ tịch ngồi ăn ngại không vào, hay vì gã mới mở cửa mà vắng khách. Hai chục con vịt cả luộc cả nướng còn ế quá nửa, nhưng gã vui vì có ông chủ tịch ghé qua. Ăn xong, cả đoàn kéo nhau đi. Đội trưởng đội trật tự chỉ ngắn gọn một câu: hôm sau trả tiền. Gã bấm bụng, coi đó là bữa thiết đãi lấy quan hệ. Phạm có mối lấy được vịt ré từ một trang trại ở quê. Vịt hơi gầy nhưng thịt mềm và ngọt. Chúng được ướp gia vị và lá mắc mật rồi đem quay trên bếp than hồng. Khi vịt chín, mỡ chảy vàng ươm, mùi thịt bay khắp không gian khiến ông chủ tịch thích thú. Nhưng cách pha nước chấm tỏi ớt với vị cay cay rất đượm của gã còn khiến ông mê hơn. Người ta bảo ông chủ tịch là người biết sống lại quảng giao nên rất được lòng cấp trên. Địa bàn ông quản lý có trung tâm thương mại, có chợ, có bến tàu, bến xe nên lắm nguồn thu. Tuy nhiên, ông giàu có là nhờ bắt tay với doanh nghiệp lấy đất canh tác của dân làm nhiều dự án. Cách đây 3 năm, ông suýt mất chức vì mấy bao cao su với gái làng chơi trong nhà nghỉ. May nhờ có thân nhân ngày xưa quyền chức nên ông thoát nạn. Lần sau, ông chủ tịch cùng mấy quan khách bước ra từ hai xe ô tô đen bóng. Họ vui vẻ hỏi Phạm quê quán, bao tuổi, bán hàng lâu chưa, và hồ hởi khen vịt nướng rất ngon. Gã phấn khởi, lấy bình rượu táo mèo ngâm 5 năm ra mời đoàn ông chủ tịch mỗi người một chén. Men rượu lẫn hơi bia, chủ và khách rộn ràng chuyện trò. Gã vui tưng bừng vì còn nhận được đồng hương cùng tỉnh. Tuy nhiên, lúc họ ra về, thằng Tù đưa giấy thanh toán thì đội trưởng lại chun mũi, gạt tay bảo: cứ ghi vào, cuối năm quyết toán. Năm hết Tết qua, Phạm âm thầm ghi sổ và ngóng đợi, vẫn không thấy ông chủ tịch cho người qua thanh toán, cũng không thấy đội trưởng trả tiền. Tao đã bảo cứ ghi vào sổ. Nhà cháu vào sổ đã lâu. Chúng mày chả biết điều, kinh doanh trên địa bàn này mà không có tính xây dựng thì định làm nữa hay thôi. Nghe tiếng ông đội trưởng gắt ở phía ngoài, Phạm đang ở trong nhà vệ sinh ngó ra. Hôm nay, tối muộn gã mới thấy ông đội đến một mình. Phạm định bảo ông hết đồ ăn, nhưng phân vân sao, gã lại hỏi ông cần gì để thằng Tổ phục vụ. Bây giờ, nghe lời hăm dọa của ông sau khi xong bữa, Phạm dùng mình hình dung ra cảnh tịch thu bắt bớ trước đây. Đồ nghề như bàn ghế, xô chậu, bảng biển của gã sẽ bị ném bừa lên xe tải chở đi. Rồi gã lại nhẫn nhục chạy đi hỏi han, xin xỏ. Nếu may mắn thì nộp phạt rồi mang đồ về, nếu không thì coi như mất hết. Nghĩ đến đây, Phạm vội chạy ra chỗ ông đội cười sởn lời: xin lỗi ông, do thằng Tổ không biết, hôm trước ông chủ tịch đã thanh toán hết cho nhà cháu rồi. Vậy à, vậy à. Phạm tưởng nói vậy thì mặt ông đội sẽ giãn ra, rồi ông sẽ khoái trá thể hiện phong độ bằng động tác giơ hai tay lên khoe cơ bắp cuồn cuộn. Tiếp đến, như mọi khi, ông sẽ kể về mấy bà tuổi 50 thường kiếm cớ gạ tình ông, khi thì rủ chơi bóng chuyền, cà phê sáng. Tuy nhiên, gã lại thấy ông đội mặt đờ ra đầy kinh ngạc. Mày nói lạ, lão ấy xuống cơ sở ăn chưa bao giờ bỏ ra một cát. Phạm khẳng định: vâng, ông ấy trả hết rồi. Thường ngày, giọng ông đội khe khẽ, vẻ mặt ông hằm hằm như thủ oán với thiên hạ. Ông hay cùng mấy người trong đội trật tự lái chiếc xe tải nhỏ lượn lờ khắp các ngõ ngách.
từ những cửa hiệu sang chảnh đến hàng cắt tóc gội đầu. Mấy bà bán chổi, bán rau đều khiếp vía nếu nhìn thấy xe ông. Tất tật mọi thứ, từ mớ rau con cá đến quả bí sổ khoai, từ bát đĩa sành sứ đến giày dép, áo quần, ông tịch thu hết nếu để chia ra vỉa hè. Đồ thu được đội của ông đổ thành đống sau ủy ban. Nhưng đấy là ông đội của ngày trước. Từ khi người nọ đánh tiếng người kia, tùy mức độ kinh doanh to hay nhỏ, mặt tiền rộng hay hẹp, giá trị hàng hóa cao hay thấp, tự nguyện nộp tiền hàng tháng thì ông tha cho. Đội của ông không còn bắt bớ, đe nẹt, quát tháo ầm ĩ nữa. Ngày hai buổi sáng chiều, ông đội cắt cử mấy đứa lượn lờ, gọi loa nhắc nhở mọi người. Hay cùng lắm chỉ đuổi bắt đám bán hàng rong, vãn lai, không biết điều ứng xử. Hồi mới đến đây, gã cũng hay bị thu đồ. Sau nhờ lão chủ hàng bán tạp hóa bên cạnh mách cho, phàm theo nộp phí bảo kê đều đặn. Vậy mà thỉnh thoảng ông đội vẫn đưa người đến ăn vịt nướng không trả tiền. Còn bây giờ, sau khi hăm dọa, sau khi ngạc nhiên, phàm không hiểu sao ông đội lại phân vân thế. Tay ông xoay xoay cái lọ đựng tăm, rồi ông lấy giấy lau miệng. Tiếp đến, ông lấy điện thoại vuốt vuốt mấy cái, nhưng không gọi cho ai, mà lại dúi máy vào túi quần. Ông đưa chén nước chè lên miệng, nhấp liên tục, miệng lẩm bẩm những gì về gã và thằng Tổ nghe không rõ. Chỉ thấy vẻ mặt ông từ lo lắng chuyển dần sang căng thẳng. Phải trả lại tiền cho ông ấy. Ông đội bất ngờ kêu lên. Thằng Tô đứng gần đó thốt lên hỏi. Sao phải trả lại? Ngu như chúng mày thì bao giờ mới khá? Có mấy bữa ăn cũng tính phí thì còn nghĩ đến việc làm ăn nữa không? Rồi ông đội ngồi phịch xuống ghế. Thằng Tô bị quát thì nín lại. Phàm cũng chẳng biết nói sao cho phải. Cuối cùng, ông đội dằn mạnh chén nước xuống bàn, đứng bật dậy, thò tay ra phía sau, rút ví trong túi quần. Ông đếm đi đếm lại một xấp tiền, rồi vẫy thằng Tổ lại. Mày trả lại tiền cho chủ tịch, và nhớ nói lại là tao đã thanh toán lâu rồi, do mày không biết mới cầm tiền của ông ấy. Thằng Tổ rụt tay ra sau. Lằng nhằng thế, cháu sợ lắm. Ông đội hạ giọng. Mày trả lại cho ông ấy, để ông ấy bỏ tiền ra. Không những chúng mày đắc tội mà tao cũng hết cửa, nghe chưa? Nghe đến đây, Phàm chậm rãi tiến lại nhận xấp tiền trên tay ông đội. Gã chẹp miệng, gãi đầu đầy ái ngại. Ông nói vậy để lần tới chủ tịch đến tôi trả lại cho. Thằng Tổ trẻ con, nói lời không chuẩn, dễ làm mất uy tín, thể diện của ông còn tai hại hơn. Thấy gã nói phải, ông đội gật gù hài lòng. Rồi ông chỉ tay sang bãi đất bên đường đối diện với hàng vịt nướng của Phàm đang xây dựng. Ông nói về dự án, về phí an toàn lao động, phí bụi bẩn đường, về phần trăm, phần chục trên bộ, trên quận, ở phường. Ông khen tay chủ thi công phóng khoáng, ngoài phong bao phong bì ngày lễ ngày Tết, thỉnh thoảng còn chiêu đãi các sếp bề trên ở những nhà hàng kín đáo sang trọng. Ông đội cũng được ăn theo vài bật. Đêm khuya, đường phố đã thưa thớt bớt người. Dù đã rất mệt mỏi sau một ngày bán hàng, nhưng Phạm nín lặng, nhẫn nại, nhìn theo cánh tay ông đội khua khoáng vươn sang tòa nhà bên đường đang làm dở. Gã nhớ tay chủ nhiệm thi công công trình, thi thoảng mặt mũi bơ phờ, dáng đi thất thểu vào ăn bát bún vịt. Phàm hỏi lần nào gã cũng lắc đầu ngán ngẩm, bảo vừa đi tiếp một đám khách về. Chờ ông đội nói xong, rồi đợi ông đội ra về, cho đến khi khuất dạng trên con đường vắng. Thằng Tù đến bên gã ấp úng. Thế là sao? Là sao hả chú? Cháu chưa bao giờ thấy ông chủ tịch trả tiền. Gã quay sang thằng Tù, nói thế mới đòi được nợ. Thằng Tù có vẻ tư lự, nghĩ ngợi lắm. Một lát sau, nó thở dài buồn bã nhìn gã.
Nói vậy thì làm sao ở đây được nữa? Gã trấn an, đường cùng tao đi thuê chỗ khác, mày không phải lo. Nhưng ở đâu cũng vậy cả thôi, cháu thương chú không lo sao được. Phạm sững lại, thấy cay cay ở sống mũi. Lâu lắm rồi gã mới nghe một câu xúc động đến vậy. Tối ngày vật vã mưu sinh, thân thể luôn rã rời mệt mỏi, đầu óc lúc nào cũng ong ong bởi vô số những nhiễu nhương. May vẫn còn thằng Tổ thương gã. Phạm gật đầu nhìn nó giục. Mày đi ngủ đi, mai còn dậy sớm bán hàng.